tôi là Lê Tấn Đạt. Hiện nay tôi, năm nay tôi 26 tuổi. Hiện tại tôi đang sinh sống và làm việc tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và khoảng 3 tháng trước thì mắt tôi bị nhòe và nhìn không thấy rõ nên có đi khám. Tôi biết là một bên mắt cận 1 độ và một bên cận 1,5 độ. Nên sau đó tôi đã đi cắt cho mình một cặp kính để điều chỉnh thị lực. Nhưng mà tôi không muốn đeo kính, tôi muốn là điều trị dứt điểm căn bệnh này sớm. Bởi vì đeo kính rất bất tiện cho công việc của tôi. Sau một thời gian tìm hiểu thì tôi có tìm được nhà thuốc Pilora. Theo tôi được biết thì nhà thuốc này có một giải pháp điều trị từ bên Mỹ rất là hiệu quả. Sau một thời gian theo dõi thì tôi thấy rất là nhiều người có phản hồi rất là tốt về nhà thuốc này, nên tôi quyết định đặt thử một liệu trình cho tôi, đó là cặp đôi dược tảo Pilobic. Và tôi đặt mua đến nay là dùng là vừa hết. Tôi thấy có chuyển biến tốt lên trong mắt của mình cho nên là đi khám lại. Cái mắt mà bên cận 1,5 độ của tôi đã giảm được 0,5 độ rồi. Đây là liệu trình thứ hai tôi vừa đặt và được nhà thuốc giao tận nơi. Tôi rất là vui khi mà tìm được một cái giải pháp hiệu quả cho mình. Một vài người bạn của tôi cũng đã đang dùng được sau khi được tôi giới thiệu. Đây là cặp đôi thảo dược Pilobic. Cảm ơn Pilora rất nhiều.